Hắc ám Tây Du hồi thứ 26, yêu hầu đoạt mạng thánh nhân. Quang Minh Tự Tại Phật nói xong cười ha hả, nhìn lấy Tôn Ngộ Không, chẳng cần để ý đến bộ dáng tôn nghiêm. Chẳng qua điều này cũng đúng với sự tình đang diễn ra, hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp, mà lại tọa lạc ở địa vị Phật yêu khác biệt. Công bằng mà nói, thật sự là hắn hoàn toàn đủ tư cách để coi khinh Tôn Ngộ Không. Thực lực giữa thượng đẳng thánh nhân và trung vị thánh nhân là một khoảng cách rất chênh lệch. Trừ một số rất ít tiên nhân có thiên tư chắc tuyệt, có thể miễn cưỡng bỏ qua khoảng cách này mà giao chiến, còn lại đại bộ phận tuyệt nhiên không thể cuồng vọng, mà Tôn Ngộ Không rõ ràng là không nằm trong số ít đó. Tôn Ngộ Không tuy là yêu vương của yêu tộc hung hăng hiển hách, thế nhưng trong mắt Quang Minh Tự Tại Phật, danh xưng này chẳng khác gì một tên tiểu hầu tử xưng vương xưng bá giữa bầy kiến hôi. Tuy là một nhân vật rất lợi hại của yêu tộc, nhưng đối với Quang Minh Phật mà nói, chẳng khác gì một tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch. Thời khắc Tôn Ngộ Không nhìn thấy Quang Minh Phật, hắn liền biết mình đã gặp phải một đại địch. Quang Minh Phật trong lúc lơ là bỡn cợt mà còn tỏa khí thế mạnh mẽ hơn Như Lai quá nhiều. Tin tưởng rằng dù cho Như Lai có toàn lực xuất kích cũng không thể so với Quang Minh Phật tiện tay mà xuất thủ. Đây chính là sự chênh lệch giữa thượng thánh nhân và hạ vị thánh nhân. Tôn Ngộ Không cùng với Quang Minh Phật mặc dù không có sự chênh lệch như vậy, nhưng rõ ràng với tình thế trước mắt, cao thấp đã phân. Bất quá hiện tại cũng không thể lùi bước, bởi sau lưng còn có nhị sư đệ cần phải bảo toàn. Bản thân Tôn Ngộ Không tất nhiên phải liều mạng mà nhất chiến. Mỹ Hầu Vương cùng Tây Phương Giáo đã kết xuống sinh tử đại thù, sớm muộn ắt hẳn phải tính toán, nhưng ngay tại thời khắc quan trọng này quả thực là không đúng lúc. Hiện tại Tôn Ngộ Không mới chỉ dung hợp được một khối thần thạch hệ kim, nếu như có thể chờ đến khi bản thân thuận lợi dung nhập thành công toàn bộ 5 khối thần thạch thì có lẽ. Không cần nghĩ quá nhiều, Tôn Ngộ Không đã cất tiếng: "Quang Minh Tự Tại Phật, nếu ngươi chỉ muốn khua môi múa mép để hù dọa lão tôn, vậy thì ngươi thật quá ấu trĩ, nhiều lời vô ích. Đối với Tây Phương Giáo, lão tôn khẳng định tất phải tiêu diệt." "Ha ha, nghiệt xúc, thật là cuồng vọng. Bổn tọa liền cho con yêu hầu hạ giới ngươi mở rộng tầm mắt, để ngươi biết thế nào là sức mạnh của thượng vị thánh nhân. Nhưng dù thế nào, ngươi cũng chẳng còn thời gian để mà hối hận, bởi vì hôm nay ngươi phải chết." Vừa dứt lời, chỉ thấy Quang Minh Phật chắp tay trước ngực, một đạo hạo nhiên Phật lực đột nhiên khuấy động mà ra. Sau đó, hai tay từ từ tách ra, chỉ thấy giữa song trưởng một tòa lung linh bảo tháp 12 tầng, thình lình xuất hiện. Bảo tháp này tinh xảo đặc sắc, rường cột chạm trổ, sinh động như thật. Đáy tháp bên phải, ngọn tháp ở bên trái. Sau đó một cái vung lên, lung linh bảo tháp đã nằm phiêu phù ngay trên bàn tay phải. Kim thân Phật tháp, đánh! Theo Quang Minh Phật quát to một tiếng, tay phải hướng về phía trước đại lực hất lên. Lung linh tiểu tháp bắn ra, tốc độ quá nhanh, mắt thường không thể nào bắt kịp. Mục tiêu chính là nhằm Tôn Ngộ Không mà phóng đến. Hai bên đối mặt, Quang Minh Phật đã tung ra tất sát nhất kích. Tôn Ngộ Không chẳng dám mảy may khinh thị, vận chuyển thần lực, vào kim cô trên đầu tức thì tan vỡ. Một luồng khí tức bá đạo ngông cuồng liên tục tăng lên. Hữu thổ nắm chặt định hải châm, một luồng yêu lực tuyệt cường quán chú tiến vào kim cô bổng, làm nó phóng đại kim quang phảng phất, lúc có lúc không, theo nhịp hô hấp của chủ nhân. Đúng lúc này, lung linh tiểu tháp của Quang Minh Phật đã đến ngay trước mắt. Bắp thịt Mỹ Hầu Vương nổi lên cuồn cuộn, căng phồng lên chỉ trong chớp mắt. Hai pháp khí đột nhiên chạm nhau, vang lên thanh âm chấn thiên động địa, mà xung lực chấn động cũng lan tỏa khắp tam giới. Chỉ cần là có chút đạo hạnh, bất luận là thần tiên hay yêu ma, toàn bộ đều cảm nhận được luồng xung lực này. Cao nhân tam giới không khỏi sắc mặt kịch biến, thế gian này từ lúc nào lại xuất hiện cường giả khủng bố đến như vậy? Đợi thanh âm dần dần tan đi, nhìn vào hai người Quang Minh Phật, tay phải nâng nhẹ tiểu tháp, miệng cười nhếch mép, mà nhìn lại Tôn Ngộ Không, kim cô bổng trên tay không ngừng chấn động, phảng phất nhận ra, chỉ cần buông lỏng ra một chút, binh khí có thể tuột ra mà bay đi mất. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không đã thụ thương, tuy nhiên không nghiêm trọng, nhưng chỉ với một kích này, cao thấp đã phân. Ha ha, yêu hầu, người đã nhận thấy sự chênh lệch rõ rệt rồi chứ? Không để ý tới Quang Minh Phật đang cười to càn rỡ, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, chậm rãi chủ lại tốt yêu lực đang sôi trào nơi lồng ngực. Liếc nhìn về cánh tay phải của mình, hổ khẩu quả nhiên vỡ ra, máu tươi tuôn chảy không ngừng. Tôn Ngộ Không chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt sát ý tăng vọt, diện mục dữ tợn. Quang Minh Phật đừng vội càn rỡ, hôm nay để cho ngươi thử qua một chút thủ đoạn của lão tôn. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không đứng phía dưới phát ra một tràng cuồng tiếu. Đột nhiên bắp thịt toàn thân tăng vọt, thân hình gầy nhỏ của Tôn Ngộ Không đột nhiên dài ra ba phần,
bắp thịt toàn thân trương lên rất kinh dị, màu sắc như đá cẩm thạch. Trên người kim giáp áo choàng toàn bộ vỡ nát tan tành, đồng thời lông tóc trên thân thể cứ thế dài ra, che khuất cả người Tô Ngộ Không. Tuy nhiên, nếu vận thần quang soi xét, ắt hẳn sẽ phát hiện trên từng sợi hầu mao yêu lực đang lưu chuyển, hiển nhiên cực kỳ cứng cỏi. Coi như đem thiên giới đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo so sánh cùng nhau cũng chẳng có sự khác biệt. Tề Thiên Đại Thánh yêu vương thể một tiếng gầm lên giống như sấm rền nộ hống. Nguyên lai, sau khi hấp thu ngũ thải thần thạch hệ kim của Na Tra, Tô Ngộ Không thân thể đã phát sinh nhiều biến dị, vậy mà có thể biến thành yêu vương thể. Một khi biến thành loại trạng thái này, bất luận là thân thể, lực công kích, khả năng chịu đựng, thậm chí là tốc độ đều cường hóa, không chỉ gấp 10 lần, mà lại trạng thái này, tựa hồ còn chưa phải là biến hóa cuối cùng. Tô Ngộ Không ngẩng đầu liếc nhìn qua Quang Minh Phật, chỉ chớp mắt, thân ảnh Mỹ Hầu Vương đã biến mất tại chỗ. Khi mà ánh mắt của chúng Phật binh còn chưa kịp nhìn ra chỗ khác, chỉ thấy phía Như Lai đã phát ra một đạo thanh âm hoảng sợ. Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về hướng này, nhất thời sợ hãi đến vãi cả linh hồn. Thì ra, thân thể khổng lồ kinh dị của Tô Ngộ Không đã xuất hiện trước mặt Như Lai. Mà điều khiến tất cả phải hoảng sợ chính là, trước mắt nhìn thấy, Tô Ngộ Không một tay nắm chặt lấy Như Lai nhấc bổng lên. Đôi tay đen sắc như đá cẩm thạch, dường như đang chế áp pháp lực của Như Lai, khiến hắn không thể biến hóa. Yêu hầu không được làm càn, mau buông tay. Quang Minh Phật nhanh hơn tất thảy một ánh mắt, thấy nguy, đã ngay lập tức có phản ứng. Tuy nhiên, nước xa không cứu được lửa gần, xông đến cứu thoát Như Lai, ắt hẳn là không còn khả năng. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lần nữa, vùng ra lung linh bảo tháp nhất tề phóng tới. Chính là phải dùng đến hạ sách vây ngụy cứu triệu, để Tô Ngộ Không thấy nguy mà buông bỏ Như Lai. Thế nhưng, điều mà tất cả không thể nghĩ tới chính là, Tô Ngộ Không đối với thế công từ lung linh bảo tháp đang phóng tới sau lưng, lại chẳng hề quan tâm, chỉ là giận dữ nhìn lấy Như Lai, siết chặt hữu thủ, đột nhiên đánh xuống. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, mà nhìn lại Như Lai lúc này cũng đã hóa thành một bộ thi thể không đầu. Đúng lúc này, lung linh bảo tháp đã xuất hiện sát sau lưng Tô Ngộ Không, mắt thấy lập tức đã muốn xuyên thủng qua yêu hầu. Quang Minh Phật còn khẽ thở phào một tiếng, chỉ cần có thể lấy mạng yêu hầu, dù là Như Lai mất mạng cũng chẳng đáng để bận tâm, dù khi quay về có bị một chút phiền phức cũng là không đáng lo ngại. Thế nhưng, hắn chưa kịp thở phào thì Quang Minh Phật đã phải há mồm trợn mắt, bởi vì chính mắt hắn đã nhìn thấy thời khắc lung linh bảo tháp gần như đánh trúng địch nhân, yêu hầu đột nhiên quay người lại, tốc độ nhanh như thiểm điện, tà thủ chụp lấy lung linh bảo tháp. Nếu chỉ là như vậy, Quang Minh Phật còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng, để hắn phải trực tiếp điên cuồng là bởi yêu hầu sau khi chụp lấy pháp bảo, vậy mà ngẩng đầu đối với mình tà tà cười một tiếng. Tức thì sau đó tay trái bắp thịt phồng lên, oanh một tiếng, lung linh tiểu tháp đã vỡ, bị yêu hầu tay không bóp nát. Lung linh tiểu tháp này chính là bản mệnh pháp bảo của Quang Minh Phật, cùng với nó giao tu sinh mệnh qua rất nhiều năm, cứ như vậy mà bị phá nát. Tuyệt thế thần khí của thánh nhân đã bị một con yêu hầu rác rưởi tiện tay bóp nát. Quang Minh Phật nhấc tay chỉ về phía yêu hầu, mặt đầy căm phẫn, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, khí lực suy giảm, gương mặt tái nhợt như giấy vàng, hiển nhiên đã thụ nội thương rất nghiêm trọng. Lung linh tháp cũng giống như tính mệnh cùng một nhịp thở, mà tiểu tháp vừa tan vỡ, tâm thần tương thông, làm sao có thể không thụ trọng thương. Ngay tại thời khắc Quang Minh Phật còn khiếp sợ, chưa kịp lấy lại tinh thần, bên tai chỉ nghe thấy chúng Phật binh hét lên một tiếng thất thanh, mau tránh. Hắn bất giác quay đầu lại, nhân ảnh khổng lồ của yêu hầu tràn ngập dã tính cùng bạo lực tạc thân thể đã âm thầm xuất hiện sau lưng mình. Quang Minh Phật ngẩng đầu lên, cái mà hắn trông thấy là một đôi đầu quyền to lớn ngang nhiên mà nện xuống. Giờ khắc này, Quang Minh Phật ngược lại cảm giác được một lần nhẹ nhõm, trợn mắt nhìn thẳng quyền đầu mà hô to: "Nghiệt xúc, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng, ta chẳng qua chỉ là một kẻ thấp kém nhất trong chư Phật, ngươi chờ xem, sẽ có người mạnh hơn đến giết ngươi, hãy chờ xem, ha ha." Vừa mới dứt lời, Tô Ngộ Không quyền đầu đã nện xuống, một kẻ từng phách lối không ai bì nổi, Quang Minh tự tại Phật liền hóa thành một bãi thịt nát, thậm chí cả thần hồn cũng đều bị đập nát. Sau khi dung hợp ngũ thải thần thạch hệ kim của Na Tra, cơ thể Tô Ngộ Không sinh ra biến dị, đã hóa ra Tô Ngộ Không đại thánh yêu vương thể. Chỉ một đầu quyền đã nện nát cả Quang Minh tự tại Phật. Tuy nhiên, địch nhân vừa vong mạng đã nói rằng hắn chỉ là một nhân vật yếu kém nhất, vậy Tây Phương giáo chắc hẳn còn những cao nhân khác chưa xuất hiện. Còn chưa bát giới, tại thời khắc hình thành hòa thể, đã bị chúng Phật bình quấy nhiễu, ắt hẳn có ảnh hưởng ít nhiều. Vậy Thiên Bổng Nguyên Soái có thể phục sinh hay không?
Xin mời quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 27 Bí ẩn Phật Môn. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản của Đại Thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.